Thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc họp trực tuyến lần thứ 7, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải vào chiều nay, ngày 10 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành lập các tổ công tác để thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng thuê đất, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ nâng giá ép giá, có chế tài để xử lý các trường hợp cố tình nâng giá ép giá đầu cơ đất, khu vực mỏ vật liệu xây dựng. Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, phần diện tích còn lại, việc triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư, việc di rời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các đường điện cao thế vẫn còn chậm. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của các dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa được triển khai theo các ý kiến chỉ đạo. Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp với EVN, Bộ Công Thương hoàn thành thỏa thuận liên quan đến di rời đường điện cao thế đối với dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Các địa phương khẩn trương hoàn thành hồ sơ chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý 3 năm 2023. Cùng với đó là ra soát kỹ lưỡng trình tự, thủ tục xác định chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, không ban hành đơn giá hệ số điều chỉnh giá đất thiếu cơ sở, làm tăng chi phí giải phóng mặt bằng bất hợp lý, không phù hợp với khung chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy định của pháp luật, thành lập các tổ công tác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thỏa thuận các chủ sở hữu về giá chuyển nhượng, thuê đất bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá bồi thường của nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, nâng giá ép giá, có chế tài xử lý các trường hợp cố tình nâng giá ép giá, đầu cơ đất khu vực mỏ, hoàn thành thủ tục để khai thác trong tháng 8 năm 2023 đối với 27 mỏ đã được địa phương xác nhận, bản đăng ký và trong tháng 9 năm 2023 đối với 27 mỏ đã trình địa phương xác nhận bản đăng ký. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh An Giang bố trí các mỏ đang khai thác thay thế các mỏ đã tạm dừng, bảo đảm cung cấp đủ cát cho dự án Cần Thơ - Cà Mau trong năm 2023, sớm triển khai thủ tục để giao mỏ cho các nhà đầu tư dự án Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua Cần Thơ và Hậu Giang trong tháng 8 năm 2023. Tỉnh Vĩnh Long đẩy nhanh các thủ tục để các nhà thầu khai thác hai mỏ đã giao và sớm có chủ trương giao ba mỏ còn lại cho nhà thầu dự án Cần Thơ - Cà Mau trong tháng 8 năm 2023. Tỉnh Thái Bình ra soát báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nam Định - Thái Bình để bảo đảm tính khả thi khi triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Thành phố Hà Nội hoàn thành hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo trình Chính phủ trong quý 3 năm 2023, phấn đấu hoàn thành thẩm định phê duyệt dự án thành phần 3 vành đai 4 Hà Nội cuối quý 3 năm 2023. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh ủy Lạng Sơn nhằm xem xét đánh giá tình hình quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh về vai trò quan trọng trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy chính quyền tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí coi đây là nhiệm vụ tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm đề nghị cấp ủy chính quyền tỉnh cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, nhất là mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai hiệu quả nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, Đại tướng Tô Lâm trao tặng cho tỉnh Lạng Sơn một xe cứu thương nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Liên quan tới việc thực hiện kết luận thanh tra quản lý điều hành cung ứng điện tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung nêu tại kết luận thanh tra, đôn đốc xử lý các vi phạm được phát hiện qua thanh tra. Bộ này cũng được yêu cầu kiểm tra việc xử lý sau thanh tra. Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo chức năng thẩm quyền thực hiện kết luận thanh tra. Việc thanh tra cung ứng điện được tiến hành sau chỉ đạo của Thủ tướng hồi tháng 6 trước thực trạng thiếu điện ở miền Bắc, nhất là Hà Nội, bị cắt điện luân phiên diện rộng vào cuối tháng 5. Thưa quý vị, chiều nay tại tỉnh ủy Yên Bái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào dự thảo luật đất đai liên quan đến chính sách quản lý sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thực tế cho thấy, nơi nào chính quyền quyết liệt thì nơi đó công việc triển khai nhanh chóng và đạt kết quả cao. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương không đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, chú trọng đến công tác giám sát và thực thi. Về triển khai nguồn vốn ngân sách đã được phân bổ, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải giải ngân hết nguồn vốn chuyển từ 2022 sang 2023 và phấn đấu giải ngân ít nhất 90% vốn của năm 2023. Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng một cách ngắn gọn, theo dõi các nhiệm vụ đã phân công, chuẩn bị các nội dung giải trình trước Quốc hội, đề xuất những nội dung cụ thể để trình Quốc hội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chiều ngày 10 tháng 8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo góp ý về dự thảo luật nhà ở sửa đổi, trong đó tập trung vào các quy định về nhà ở xã hội, thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở. Theo ý kiến một số đại biểu, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản chỉ nên quy định thời điểm xác lập các quyền chiếm hữu, sử dụng đối với nhà ở khi đáp ứng được các điều kiện nhất định về thanh toán, bàn giao nhà. Bên cạnh đó, cần nới lỏng các điều kiện về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tạo thuận lợi cho công dân, đồng thời quy định cơ chế bắt buộc đăng ký quyền sở hữu nhà ở. Dự thảo luật cần tránh tạo thêm giấy phép con cho các chủ đầu tư. Theo quy định tại khoản 4 của điều 39 của dự thảo, thì trường hợp bàn giao nhà chung cư thì tùy theo cấp công trình nhà chung cư, chủ đầu tư phải có thông báo đủ hồ sơ bàn giao nhà ở của cơ quan quản lý nhà ở trung ương hoặc cơ quan quản lý cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ. Chúng tôi cho rằng là việc yêu cầu mà chủ đầu tư phải có một cái thông báo đủ hồ sơ bàn giao nhà ở của cơ quan quản lý nhà ở trung ương hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh theo quy định của Chính phủ là đang làm gia tăng về thủ tục hành chính và cần xem xét đây có phải là một cái giấy phép con hay không. Về nhà ở xã hội, nhiều đại biểu cho rằng quy định về đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội cần mở rộng đối tượng được hưởng với tiêu chí đơn giản, dễ nhận biết, giảm tối đa yêu cầu về giấy tờ thủ tục. Quy định tối đa lợi nhuận của chủ đầu tư, quy định thủ tục mua bán nhà ở xã hội, quyền mua nhà ở xã hội. Nên bỏ cái yêu cầu là gì? Là thuộc cái đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, bởi vì cái này hiện nay là cực kỳ phức tạp. Trong thực tế là gì? Là mỗi một lần một cái người mà muốn mua nhà xã hội lại phải đi xin bên tổng cục thuế, xin cục thuế là xác nhận tôi không phải nộp. Thế là lại bắt đầu là mất thêm một tháng trời để xác nhận là tôi không phải nộp thuế. Thế thì chúng ta nên là đơn giản hóa cái thủ tục ở chỗ này được không? Và chúng ta nên quy định rằng là gì? Là thay bằng những người này là những người có mức thu nhập dưới mức phải nộp thuế. Dự thảo cần quy định rõ nhà ở xã hội có hệ sinh thái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy định rõ trách nhiệm các bên thực hiện. Theo một số ý kiến khác nên xem xét cấu trúc luật. Nhiều điều chờ Chính phủ quy định chi tiết liệu lúc có hiệu lực thật sự có thể thực thi hay không. Thưa quý vị, luật thủ đô đang được Hà Nội tập trung xây dựng lấy ý kiến tiếp thu góp ý. Một trong những nội dung lớn tại Điều 27 của dự thảo luật gây băn khoăn và được đa số các nhà khoa học đầu ngành của ngành y tế cho rằng cần thận trọng xem xét đó là phát triển y tế, trong đó đưa một phương án chuyển giao các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn thủ đô về thành phố Hà Nội quản lý. Theo Điều 27 của dự thảo luật thủ đô về phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, dự thảo đưa một phương án chuyển giao các bệnh viện thuộc bộ, cơ quan nhà nước ở trung ương đóng trên địa bàn thủ đô về thành phố Hà Nội quản lý, trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, bệnh viện của các trường đại học. Đây là nội dung khiến các nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành băn khoăn. Các bệnh viện trung ương hiện nay trên địa bàn nội thì đã làm nhiệm vụ rất là tốt. Nhưng mà nhiều năm các bệnh viện mà trực thuộc Hà Nội đã được đầu tư, đã được quan tâm nhưng mà chưa thể hiện sắc nét
cái vai trò là tuyến cuối của thủ đô. Thế bây giờ nhận thêm các bệnh viện tuyến trung ương về thì cái cơ chế quản lý thế nào để làm sao các bệnh viện đó vẫn tiếp tục phát triển, thì tôi nghĩ đây là một cái dấu hỏi rất là lớn. Các nhà khoa học, bác sĩ đầu ngành y cũng cho biết các bệnh viện tuyến trung ương hiện nay đều là các cơ sở thực hành của các trường đại học y dược. Nếu như chuyển giao về địa phương quản lý, thì vấn đề phối hợp đào tạo thực hành cho lực lượng nhân lực y tế, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ không được bảo đảm. Các nhà khoa học gợi ý, nếu chuyển giao về địa phương thì nên chăng là các bệnh viện thuộc các bộ như nông nghiệp, giao thông vận tải hoặc chuyển về Bộ Y tế quản lý. Các bộ chuyên ngành khác thì không nên giữ các bệnh viện ở trong cái hệ thống quản lý của mình. Thế còn các bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Y tế thì chúng ta xem xét trong giai đoạn trước mắt và vấn đề một thời gian tới nên để lại Bộ Y tế, thì tôi nghĩ là cái việc mà quản lý mang chất đầu tàu và chỉ đạo ngành, chỉ đạo tuyến nó sẽ tốt hơn và tốt hơn cho hệ thống. Theo các nhà khoa học, các bác sĩ, thì dự thảo luật thủ đô nên ưu tiên cho việc đầu tư các bệnh viện thuộc quản lý của Hà Nội phát triển thật tốt, thực hiện vai trò sứ mệnh tuyến cuối, tuyến chuyên sâu của mình. Thưa quý vị, dù đã liên tục cảnh báo về mức độ nguy hiểm khi ô tô chạy quá tốc độ trên tuyến cao tốc, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Chỉ trong một tháng gần đây, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến đại lộ Thăng Long. Đại lộ Thăng Long là tuyến cao tốc trong nội thành, lưu lượng đông, nhiều nhánh rẽ. Dù mỗi đoạn đường đều được cắm biển báo rất cụ thể, thế nhưng chỉ trong 30 phút đã có hàng loạt trường hợp vi phạm tốc độ. Với lỗi vi phạm này, người vi phạm đã bị xử phạt 900.000 đồng và tước bằng lái xe 7 tháng. Do là không để ý biển nên là tôi đã vi phạm quá tốc độ 5 km. Lần sau tôi sẽ cố ý là đi đúng giao thông biển báo để có thể vi phạm. Đi nêu đơn cho nên là đi tôi cũng thấy nó các cháu đang vội quá nên là đi cũng không để ý, nó cũng có đạp phanh xuống rồi nhìn thấy biển độ nhưng mà nó cũng không ấy được, cũng không giảm hết được. Với đặc điểm tuyến cao tốc đại lộ Thăng Long có nhiều lối ra vào hầm chui đi các huyện của Hà Nội nên nguy cơ tai nạn luôn thường trực nếu không bảo đảm tốc độ cho phép. Chính vì vậy, để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông luôn bố trí các tổ công tác tiến hành tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, tuyên truyền để người điều khiển phương tiện hiểu việc di chuyển quá tốc độ cho phép là rất nguy hiểm. Với cái hành vi vi phạm này của chú thì chở người bệnh đi. Vâng. Đấy, và các chú ở xa đến thì anh em tuyên truyền, chú quan sát cái hệ thống biển hạn chế tốc độ của chú nhé. Thì để chú nắm được để lần sau mình đi mình không tái phạm những cái hành vi vi phạm như thế. Dạ vâng. Vẫn có rất là nhiều cái phương tiện, đặc biệt là xe cá nhân, xe khách đã vi phạm về cái hành vi vi phạm tốc độ do cái lý do là chủ quan, không quan sát hệ thống biển báo. Thì đơn vị cũng có bố trí về hình thức xử lý, đấy là phạt nguội để nhằm nâng cao cái sự tinh thần trách nhiệm của người lái xe, để tránh khi mà có lực lượng chức năng thì người lái xe đã chấp hành tuân thủ, khi vắng bóng lực lượng chức năng thì lại tái diễn tình trạng vi phạm. Bên cạnh công tác tuyên truyền xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân khi tham gia trên tuyến này cần giảm tốc trước khi kết thúc cao tốc để di chuyển an toàn hơn, tránh những xung đột trực diện tốc độ cao với các tuyến nhánh ra vào khác. Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện bắt quả tang 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép tại địa bàn xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy. Khu vực khai thác vàng trái phép là đất vườn giao cho hộ ông Nguyễn Mạnh Hùng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng vài năm gần đây, ông Hùng đã cho người ở các địa phương khác đến để thuê lại. Hầu hết các đối tượng trong vụ việc đến từ tỉnh Lai Châu và Yên Bái. Theo thông tin điều tra, hoạt động khai thác vàng ở thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy đã diễn ra hàng chục năm trước, sau đó bị chính quyền dẹp bỏ, gần đây lại tái diễn. Hiện vụ việc đang được công an điều tra và làm rõ. Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc tập thể khiến 8 người phải nhập viện cấp cứu. Các nạn nhân này đã ăn món trứng gà xào hoa chuông, một loài hoa có hàm lượng độc tính cao.
Các nạn nhân có triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, trong đó 4 người bị ngộ độc nghiêm trọng với các biểu hiện mất ý chí, mất ý thức, kích thích vật vã, ảo giác, đồng từ hai bên giãn, phản xạ ánh sáng chậm, nhịp tim nhanh. Sau hơn 12 giờ điều trị tích cực, hiện các chỉ số sinh tồn đã ổn định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã đến thăm, động viên các bệnh nhân tích cực điều trị, hồi phục sức khỏe, yêu cầu các ngành chuyên môn tích cực tuyên truyền cho người dân nhận thức sự nguy hiểm của loài hoa này. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện còn có 2.930 học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở năm học 2022-2023, chiếm tỷ lệ 9,8%, chưa nằm trong chỉ tiêu của các trường học, cơ sở giáo dục và đang có nguy cơ không được tiếp tục theo học. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí cho chủ trương các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên mở thêm lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024, đồng thời hợp đồng giáo viên trung học phổ thông trên địa bàn để giảng dạy và chi trả theo tiết. Tại địa bàn, nhiều huyện của tỉnh chưa có trường để các em có thể học nghề, học văn hóa. Học sinh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các trường đào tạo nghề trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, mặc dù đã có cơ sở vật chất, phòng học, nhưng đội ngũ giáo viên dạy văn hóa được giao biên chế còn hạn chế, kinh phí chi thường xuyên cấp chưa bảo đảm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã đồng ý về chủ trương tuyển dụng đặc cách hết số lượng giáo viên mầm non đủ điều kiện thuộc đối tượng nêu tại công văn số 5378 của Bộ Nội vụ, được làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu việc tuyển dụng giáo viên mầm non phải đảm bảo đúng các quy định về tiêu chuẩn chức danh, khung danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu dạy và học. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc ra soát, tổng hợp danh sách số lượng giáo viên mầm non hợp đồng được tuyển dụng, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng quy định. Thưa quý vị, cán bộ công chức được điều động lên 6 huyện miền núi cao, được hỗ trợ đến 4 triệu đồng một tháng. Đó là thông tin trong nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10 thông qua tại kỳ họp thứ 15 vào ngày 12 tháng 7 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ tháng 8 năm 2023. Các cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện quyết định luân chuyển điều động để giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Nam. Ngoài tiền sinh hoạt phí, tỉnh còn hỗ trợ ổn định chỗ ở, trong đó cán bộ công chức từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố và từ huyện, thị xã, thành phố này sang huyện, thị xã, thành phố khác được hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng. Từ huyện, thị xã, thành phố về xã, phường, thị trấn, cũng như từ xã, phường, thị trấn này sang xã, phường, thị trấn khác được hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tháng. Thời gian hưởng hỗ trợ theo nghị quyết này tối đa 36 tháng. Trường hợp là nữ hoặc người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm tiền sinh hoạt phí với mức 300.000 đồng một tháng. Trường hợp một đối tượng vừa là nữ vừa là người đồng bào dân tộc thiểu số thì được hỗ trợ 600.000 đồng một tháng. Thưa quý vị và các bạn, phát triển PropTech được hiểu là ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực bất động sản. Hiện nay, phát triển hệ sinh thái PropTech đang là hướng đi của các tập đoàn công nghệ số để kết nối người mua, người bán, người có sản phẩm và nhu cầu trên thị trường. Nhằm chung tay cùng cơ quan nhà nước trong việc phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, công ty cổ phần tập đoàn Mayland đã ký kết hợp tác với quỹ Alamat Capital của Singapore để thu hút nguồn vốn đầu tư và phát triển hệ sinh thái công nghệ bất động sản PropTech. Những cái giao dịch bất động sản hiện tại hầu hết đều dựa trên cảm tính và thói quen, kinh nghiệm của người dân là chủ yếu. Và việc tiếp cận với các cái cơ sở dữ liệu đầy đủ và minh bạch hiện tại đang là rất là khó khăn. Mayland tham gia vào cái quá trình này để làm sao cùng với cơ quan quản lý nhà nước để hiện thực hóa cái việc mà làm cho thị trường minh bạch và rõ ràng hơn. Phát triển hệ sinh thái công nghệ dành cho bất động sản là tất yếu trong sự phát triển bền vững. Việc này cần nguồn nhân lực hiểu rõ về nhu cầu thị trường, đặc biệt là tư duy trong việc tạo ra hệ sinh thái công nghệ, không nhằm mục đích cạnh tranh mà là sự đồng hành cùng nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng đến thị trường bất động sản minh bạch, lành mạnh và bền vững. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh và 35 năm ngày mất của tác giả Lưu Quang Vũ, Nhà hát kịch Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật Thói đời Lưu Quang Vũ, Lăng kính sân khấu và cuộc đời nhằm tri ân những đóng góp của ông cho nền sân khấu kịch nói nước nhà.
Lưu Quang Vũ là một trong những tác giả đã có công lớn trong việc tạo nên diện mạo cho sân khấu kịch, đưa loại hình nghệ thuật này lan tỏa sâu rộng vào đời sống văn hóa của người Việt. Chương trình nghệ thuật Thói đời, Lưu Quang Vũ, Lăng kính, sân khấu và cuộc đời biểu diễn 4 vở kịch đặc sắc của cố tác giả Lưu Quang Vũ, gồm Bệnh sĩ, Người tốt nhà số 5, Nguồn sáng trong đời và Người trong cõi nhớ. Những tác phẩm của ông toát lên vẻ giản dị mà thâm trầm, chặt chẽ về kết cấu, đậm tính nhân văn, đặc biệt là tính dự báo. Chương trình nghệ thuật không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của Lưu Quang Vũ với nền sân khấu nước nhà, mà còn là nơi tái hiện lại không gian nghệ thuật Lưu Quang Vũ, từ đó truyền tải những giá trị đạo đức và triết lý nhân sinh sâu sắc mà tác giả muốn gửi gắm đến với khán giả. Thưa quý vị, Hà Nội là mảnh đất có bề dày văn hóa, đồng thời có hệ thống làng nghề phong phú. Tuy nhiên, việc tạo ra những sản phẩm lưu niệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, văn hóa thủ đô lâu nay còn gặp khó khăn. Với trăn trở và khát vọng đưa các giá trị của văn hóa nghệ thuật Việt lên sản phẩm quà tặng sáng tạo, đã có rất nhiều tổ chức cá nhân đi sâu tìm tòi nghiên cứu để đưa các sản phẩm của làng nghề mang đậm dấu ấn văn hóa Việt đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Chỉ riêng ở Hà Nội đã có đến gần 1.000 làng nghề, trong số đó có hàng trăm làng nghề thủ công, mỹ nghệ. Tuy nhiên, những làng nghề cơ sở này thường sản xuất theo lối mòn, tay nghề tuy cao, nhưng nhiều sản phẩm chưa phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Đứng trước thách thức đó, thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân đã phối hợp các làng nghề, cơ sở sản xuất, các nhà chuyên môn, giám tuyển nghệ thuật cho ra đời những dòng sản phẩm lưu niệm mới mang đặc trưng văn hóa thủ đô. Ở Hà Nội hiện nay thì có rất nhiều làng nghề, theo thống kê cũng phải tới hơn 2.000 làng nghề lớn nhỏ. Theo tôi đánh giá ấy, thì tay nghề của những người thợ thủ công khá là điêu luyện và tinh xảo. Nhưng mà vì sao mà các sản phẩm thủ công lại chưa đến được với rộng rãi với cộng đồng? Hiện giờ những người thợ của mình họ phải làm quá nhiều việc. Chính vì cái vấn đề như thế ấy, thì một người thợ sẽ rất khó để họ có thể là làm tốt được tất cả mọi thứ được. Cùng niềm trăn trở đưa các sản phẩm làng nghề đậm bản sắc văn hóa Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, chị Hoàng Mỹ Liên cùng đội ngũ sáng tạo của mình đã có cuộc hành trình hơn 20 năm để tìm kiếm chất liệu cho những thiết kế ứng dụng thuộc lĩnh vực quà tặng và vật phẩm lưu niệm. Dự án Moon and Sun chạm đến ước mơ mới đây là sự nối tiếp hành trình trong 7 năm qua. Moon and Sun bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật sơn mài từ làng nghề Hạ Thái với bức tranh bóng trăng thu của họa sĩ Hoàng Hữu Vân. Qua các ứng dụng công nghệ hiện đại, toàn bộ vẻ đẹp và giá trị của bức tranh được thể hiện trọn vẹn trên hộp đựng sơn mài. Bên trong là những chiếc bánh trung thu đặc trưng cho tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Thực ra nếu mà nói về ước mơ chung của mình thì nó cũng đằng đẵng theo mình từ thuở bé rồi. Cái ước vọng và cái mong muốn của mình cụ thể là muốn mang đến một cái món quà tặng đúng nghĩa là của người Việt. Chạm được vào người Việt và người Việt sử dụng để nhìn thấy đây là cái văn hóa của họ, đây là những cái ký ức của họ, cái mà họ đã lại lưu truyền từ rất là nhiều lâu nay. Sản phẩm trong bộ sưu tập Trung thu 2023 của Moon and Sun đã mang đến cảm nhận về sự tinh tế, thanh lịch, không chỉ là điểm chạm văn hóa giữa truyền thống và hiện đại, mà mỗi sản phẩm còn là một tác phẩm mang tính nghệ thuật cao. Có thể khẳng định, việc kết hợp giữa lựa chọn nguyên liệu văn hóa phù hợp với ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề sản xuất, qua đó mang lại các sản phẩm chất lượng, giá thành phù hợp, sẽ mở ra hướng đi mới, có tính bền vững hơn cho sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Việt.